Trong văn hóa Trung Hoa, âm nhạc và tinh thần thường có mối tương thông với nhau. Mối liên hệ này có thể thấy rõ qua nhạc cụ dân tộc Trung Hoa, đàn cổ cầm. Khi một thế hệ tinh thông đàn cổ cầm vừa xuất hiện, thì nền văn hóa và truyền thống cổ xưa lại được tái hiện trong thế giới hiện đại. Đàn cổ cầm là một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất Trung Hoa. Mỗi khi chơi đàn cổ cầm, người nghệ sĩ trước hết cần phải ngồi thẳng lưng, hai chân phải đặt thật vững trên sàn. Điều này sẽ giữ cho lưng bạn thẳng và vững chắc. Cánh tay và bàn tay cần thả lỏng như thế này. Mỗi cử động thật nhẹ nhàng. Và uyển chuyển. Theo truyền thuyết, chiếc đàn này được các vị thần tạo ra và ban cho loài người để giúp họ nuôi dưỡng tâm hồn và nâng cao trí tuệ. Nguồn gốc của chiếc đàn vẫn còn là điều bí ẩn. Điều duy nhất được biết đến là chiếc đàn này được phát minh từ cách đây hơn 2.000 năm trước, vào thời Chiến Quốc. Ở Trung Quốc, có truyền thuyết kể lại rằng thần nông đã tạo ra chiếc cổ cầm đầu tiên. Một truyền thuyết khác, từ đó kể rằng con trai của Vua Tuấn là một con rồng tên Diệm đã sáng tạo. Theo các ghi chú của Nho Gia, thì Vua Tuấn là người đã tạo ra đàn cổ cầm 5 giây. Nhưng không có câu chuyện nào giải thích được quá trình sáng tạo ra nó. Tuy nhiên, những truyền thuyết này đều cho thấy đàn cổ cầm được chế tạo và sử dụng bởi các vĩ nhân. Ở Trung Quốc, một học giả cũng là một nghệ sĩ. Khi tôi ở Đài Loan, vị thầy dạy cổ cầm cho tôi muốn chúng tôi thực sự hiểu được lối sống của người xưa. Nên chúng tôi phải luyện đủ 4 môn nghệ thuật, cầm, kỳ, thi, họa. Tất nhiên, ở tuổi của tôi chưa đủ sâu sắc để đạt đến trình độ tinh thông. Nhưng khi học đàn cổ cầm, chúng tôi phải chép tay các nốt nhạc bằng chữ thư pháp. Đây là một số bản tôi đã chép lại. Giới học giả Trung Quốc thời xưa đều ăn tường tứ nghệ. Đàn cổ cầm chính là môn đầu tiên và được xem là quan trọng nhất. Giai điệu của đàn cổ cầm có thể khiến người ta lắng đọng. Nó cũng là nhạc cụ được nhiều nhà triết học và nhà thơ Trung Quốc ưa chuộng. Khổng Tử được xem là người chơi đàn cổ cầm hay nhất mọi thời đại. Âm thanh đàn cổ cầm
phảng phất triết lý của đạo gia. Triết lý đạo gia nói đến sự trở về bản tính tự nhiên và hành động trong vô vi. Lão Tử cũng nói rằng âm thanh vĩ đại nhất chính là không có âm thanh. Đàn cổ cầm có âm thanh rất nhỏ, vậy như thế nào là lớn? Là khi bạn chơi đàn trong một căn phòng tĩnh lặng. Âm thanh phát ra từ cổ cầm sẽ chạm đến trái tim bạn, khiến bạn không thể nào quên được. Và đó chính là âm thanh tuyệt vời nhất trong tâm bạn. Dù tiếng nhạc nghe qua tự hồ như không khó, nhưng phải mất cả đời mới có thể tinh thông đàn cổ cầm. Đàn cổ cầm có ba âm cơ bản, được gọi là tản âm, ấn âm và phiến âm. Với tản âm là âm thanh phát ra khi đến ngón tay phải gảy dây đàn và ngón tay trái không chạm dây đàn. Ấn âm là âm của dây đàn khi bị ấn lên. Với mỗi điểm bị ấn khác nhau sẽ cho ra những âm thanh khác. Phiến âm là khi dùng ngón tay trái chạm khẽ vào dây đàn để kiểm soát trường độ thanh âm. Nó còn được gọi là bồi âm. Nhưng đàn cổ cầm cũng có âm thứ tư được gọi là vận, hay còn gọi là âm thanh ngoài dây đàn. Nó là cảm giác nội tại của người nghệ sĩ khi đạt đến sự thanh tĩnh. Nội hàm của từ vận rất sâu sắc. Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả nó bằng lời, nhưng tôi có thể biểu diễn cho bạn nghe. Âm nhạc của đàn cổ cầm có hệ thống nốt nhạc riêng, phân thành hai loại truyền thống và giản thể. Những ký hiệu này không chỉ là nốt nhạc để đàn mà còn hướng dẫn chi tiết cách chơi như thế nào. Các ký tự truyền thống của đàn cổ cầm rất khó đọc, đôi khi mất hai dòng chỉ để diễn tả một nốt nhạc. Điều này không tiện lắm. Thời nhà Đường, có một vị học giả tên Tào Nhu đã phát minh ra hệ thống nốt nhạc đơn giản hơn. Vậy những nốt đơn giản ấy là gì? Căn bản là nó trích từ các chữ Hán, rồi tái cấu trúc chúng thành các ký hiệu mới, thể hiện các âm của cổ cầm. Ví dụ, trong chữ này, phần trên nghĩa là mở dây, hay gọi là tản âm. Ký tự có nét ngang biểu thị khúc bắt đầu gảy đàn. Số nét biểu thị số dây. Vậy nên ký tự này yêu cầu gảy một dây và gảy dây số 1.
Cấu trúc đàn cổ cầm thực sự giống với con người. Chúng ta có trán, vai và eo. Phần đầu cây đàn có hình vòng cung, tượng trưng cho trời. Phần đáy đàn bằng phẳng, tượng trưng cho đất. Năm dây đàn được làm từ lụa đối ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chiều dài dây đàn là 3 xích 6 thốn 5 phân, tượng trưng cho 365 ngày trong năm, đơn vị chiều dài của Trung Quốc. Đàn cổ cầm có một mối liên hệ rất mạnh mẽ với tự nhiên. Ví dụ, dây đàn được mắc qua phần này gọi là nhạc sơn và kết thúc ở phần long lợi. Bên cạnh đó, thân đàn có hai rãnh âm. Rãnh lớn gọi là long trì, rãnh nhỏ gọi là phượng triều. Phần chân đỡ cho đàn cổ cầm được gọi là túc nhạn. Mặt đàn có 13 chùy và 7 dây đàn. Trong suốt thời kỳ cách mạng văn hóa, vào thập niên 60 và 70, đàn cổ cầm đã bị cấm. Trong chiến dịch phá tứ cửu, quan niệm cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ. Hầu hết đàn cổ cầm đều bị đốt, chỉ còn sót lại vài trăm chiếc. Các nghệ sĩ đàn cổ cầm bị nhốt và ép buộc phải từ bỏ môn nghệ thuật này. Nhưng hiện nay, đàn cổ cầm đang dần phổ biến trở lại. Nhiều người đến với đàn cổ cầm không phải từ văn hóa đại chúng, mà bởi nó lưu giữ được những giá trị cốt lõi của văn hóa Trung Hoa, nghĩa là chúng hàm chứa những tư tưởng Phật gia và tư tưởng đạo gia, không truy cầu danh vọng, mà chỉ muốn làm một ẩn sĩ giữa thế nhân. Công chúng thường đánh giá một nghệ sĩ đàn cổ cầm thông qua hiểu biết của họ về những triết lý này, chứ không phải kỹ năng đánh đàn hay dở đến đâu. Chính yếu tố đó làm tôi thật sự hứng thú với đàn cổ cầm. Trước khi chơi đàn, tôi đã rất thích nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Và khi còn học đại học, tôi đã đọc và học rất nhiều về âm nhạc Trung Hoa. Tuy nhiên, có một điểm chung mà tôi nhận thấy thường xuyên xuất hiện trong thơ ca hay nhạc kịch. Đó là một loại nhạc cụ được gọi là cổ cầm. Đến một ngày, tôi chợt nghĩ, cha, có lẽ mình nên học đàn cổ cầm ngay từ bây giờ. Mình đã nghĩ mãi về nó suốt cả 10, 12 hay 13 năm rồi. Thông thường, người nghệ sĩ sẽ độc diễn trong một căn phòng yên tĩnh hoặc với một, hai người nghệ sĩ khác. Bởi vì người đó cần phải trải qua quá trình nhập tĩnh thì mới tĩnh lặng được, giống như trạng thái khi thiền định. Tôi nghĩ việc chơi đàn đã dần giúp tôi trở nên sáng suốt. Tôi không còn dễ cáu giận và tốn ít thời gian ra quyết định. Năm 1977, một tàu du hành được phóng vào vũ trụ, chứa các bản nhạc đại diện cho nền văn hóa và sự sống đa dạng trên trái đất. Trong đó, có một bản nhạc cổ cầm kinh điển mang tên Lưu Thủy. Âm nhạc du dương của loại nhạc cụ cổ xưa này phản ánh nét di sản văn hóa quan trọng về tính nhân văn, quan trọng đến mức có thể mang theo thông điệp gửi đến những ai đang lắng nghe ngoài vũ trụ giữa những vì sao.
Dù là quá khứ hay hiện tại, đàn cổ cầm vẫn làm say mê bao khán giả cũng như nghệ sĩ bằng những âm thanh say đắm và giai điệu khó quên. Sự tồn tại vượt thời gian của nó là minh chứng cho khả năng khai phóng trí tưởng tượng và sự bền bỉ thông qua hình thức biểu hiện nghệ thuật, cho thấy đàn cổ cầm không chỉ là sợi dây kết nối vô giá với Trung Hoa xưa, mà còn là một tuyệt tác văn hóa của nhân loại nói chung. Trường đình oán mạn. Khi gió thổi nhẹ êm, mang theo những đóa hoa dại bồng bềnh trên những cành liễu, dưới bóng thơm ngát ta trú chân trong vòng lá xanh. Chèo thuyền ra khơi xa, trong trời đêm vô định, biết đâu là bờ. Ta đã gặp được người tri kỷ, nhưng ai có thể được như những cành liễu biệt ly? Nếu cây cũng có tình, nó sẽ không xanh mãi với đời. Đêm xuống, không còn những khu phố cao, chỉ còn chập trùng núi xa vô tận. Vì làng ta xa nàng, nhưng hãy nhớ tới vòng ngọc bích, tin vào lời thề ước. Khi ta đi nàng này nỉ, hãy sớm trở về, sợ ta bỏ lại những đóa hoa đỏ thắm vô tình. Dù ta có kéo, cũng không nỡ cắt những sợi tơ vương.